Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay mình quay bà con xem về cây bơ búp 4 năm tuổi. Thì đây thì clip này mình cũng quay hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật làm bơ búp 4 năm tuổi trong giai đoạn chuẩn bị tạo hoa làm nụ với năm 2018 đó. Thì đây là toàn bộ cái bơ mình quay cho bà con xem về hiện trạng cái bơ 4 năm tuổi đó. Và clip này mình sẽ quay cho bà con hai cây bơ để so sánh nha. Một cây bơ là làm sơ để nó ra hoa, chuẩn bị ra hoa làm sơ, và một cây bơ là làm kỹ. Clip này mình quay rất là dài nên bà con cứ theo dõi toàn bộ clip nha, để chúng ta làm cây bơ 4 năm tuổi mình nó hiệu quả. Nhắc lại mình ở cái clip này mình quay hai cây bơ, một cây bơ là mình làm trong quá trình là tạo hoa làm sơ, và một cây bơ là mình làm kỹ, nói chung là làm tạo thế lại luôn, vì ở đây nhà vườn họ tạo chưa có cái tán của nó là rất chưa có phù hợp á, nên mình làm kỹ lại một cây. Thì ở clip này mình sẽ quay hai cây bơ đó, làm xong cây nào mình sẽ quay cái đó để toàn bộ clip bà con xem và nhìn sơ qua cây bơ của mình. Ai rơi vào hiện trạng cái bơ 3 năm tuổi hoặc 4 năm tuổi thì chúng ta xem vào clip chúng ta có thể làm sơ. Nói chung là mình nhắc lại là bà con lưu ý là những cây bơ của mình làm á, nếu bà con cho ra hoa đậu trái thì bà con xem cái tàn cái thế chúng ta làm sơ nha. Còn nếu bà con để trái thì tự nhiên á, thì bà con cũng phải làm ở trong tán cho nó thông thoáng đi, để tránh tình trạng mà bơ chúng ta nó rập hoa nó ra nhưng mà không có tỷ lệ, không có đậu, không có cao, thì con nên làm cành. Thì clip này mình quay là cây bơ 4 năm tuổi này làm sơ thoáng. Clip mình quay rất là dài 40 phút nên bà con cứ theo dõi nha. Toàn bộ clip này mình quay rất là chi tiết về hai cây bơ đó. Đây là những cây bơ rất rậm rệp đó, mình sẽ quay bà con về các cái thế bấm cành và bấm ngọn như thế nào. Mình lưu ý là mình làm rất nhiều clip rồi, mình nói cũng rất là nhiều và chia sẻ cho bà con rất là nhiều. Thì clip này mình sẽ quay và con xem về những cái ngọn bơ ở trong tán á, mình bấm hết. Thì ở cuối clip mình sẽ quay toàn bộ ở ngoài thân và trong tán, trước khi làm cành và sau khi làm cành thì cái bơ búp chúng ta nó có hiện trạng như thế nào. Thì bà con cứ theo dõi trên clip nha, rồi bà con có thể làm theo hướng dẫn của mình. Thì bà con làm sơ thôi, vì mình nhắc lại là clip này mình quay hai cây bơ gần nhau, sát nhau của vườn của anh Thịnh, để so sánh được cái cách làm cành giữa một cây chúng ta tạo tán lại, một cây làm cho ra hoa, và so sánh sau 1 năm hoặc sau 5 tháng thì nó phát triển như thế nào về tán và cành. Thì một nửa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi toàn bộ clip. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.